được cây viết thì tao giết. Thú tính của tao như thế nào làm sao biết được, như thế mày đang chết trong hàng ngàn lý thuyết. Tao mới là thằng điên, còn mày chỉ là thằng nghiện. Thì đó các cổ máu đổ, khắc khổ sẽ qua, có thêm một chút vui nếu nạn nhân là kẻ lạ. Mỗi một bước trong kế hoạch tao đều vạch sẵn rõ ràng. Địa thế này thật tuyệt thì việc đéo phải bỏ ngang. Một tù giam được tao ác hẳn nằm sâu dưới đây, mới chỉ là tụi bay. Thì xin phép được tự cậy chứa chấp mình trong những đứa thấp trên được cách mạng bởi đau khổ và tiếng nhạc luôn sọc sinh. Nhưng tao tôn trọng tự nhiên sang mô bằng tập tính, chỉ mất 1 đến 2 hoặc 3 ngày để tập tính, tạm gác lại sang một bên để có thể được bình tĩnh. Thời khắc tuyệt vời đã đến cho cái chết bất thình lình. Tao đang đứng giữa một nơi cao, đứng đưa mình theo cuộc đời, chờ ai đi về qua tao, tao sẽ làm nó thuộc lời bài. Ha 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 Megalomaniac gọi tao là thằng hoang tưởng. Tao sống cô đơn trong căn phòng đầy tang thương. Mày ngang đường này là sai, cười đùa là sai, thở gấp trốn xin xót cũng sai. Cắm dao vào bên trái cổ mày là phải. Thứ tao cần là mắt, cổ họng và tai. Uống hết cà mau nhâm nhâm nỗi đau, tắt những ngón tay đang quắt quéo ra khỏi nhau. Tao hỏi lừa hay lọc, cười hay khóc, bọn mày cứ phê bình từ hình xăm đến mái tóc. Tao bỏ mặt khi đối mặt mày được tha, nhìn lại chồng thì trách sao ốc khôi hài và lời nói tao gai góc. Đứng im bắt đầu hay kết thúc, trân trọng thông báo ngày hôm nay mày chết lúc tiếng chuông cuối cùng nhà thờ vang lên văng vẳng qua tai. 1987 sau năm 43.